Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một món xôi rất là đặc biệt. Đấy là xôi màu lá. Và cái loại lá này chúng ta sẽ sử dụng đó là lá dứa, hay còn gọi là lá mùi cơm nếp. Cái loại lá này ấy, thì nó cho lên một màu xanh lá rất là đẹp mọi người ạ. Bây giờ cả nhà sẽ cùng theo dõi nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ lấy lá này, chúng ta thái ra, sau đó thì xay lấy nước của nó để ngâm gạo mọi người ạ. Mọi người, đây là gạo nếp mà mình đã vo sẵn rồi. Cho nó ráo nước đi, xong bây giờ mình sẽ đổ gạo vào nước lá dứa mà mình đã xay. Sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm một chút cái tinh chất của cái lá dứa này. Chỉ cho cái tinh chất này vào thì nó sẽ rất là thơm và nó lên màu đẹp nữa. Với cả để cho nó ngậy sôi ấy, thì mình sẽ cho thêm tầm khoảng 2 thìa nước cốt dừa. Sau đó thì chúng ta sẽ ngâm trong tầm khoảng 4 đến 5 tiếng. Mọi người ơi, đây là lá cơm tím nhé. Loại lá này ấy thì mình đun nước, sau đó thì lấy nước của nó để ngâm gạo. Nó sẽ cho ra một cái loại màu màu tím rất là đẹp. Cái nước của xôi tím thì chúng ta sẽ để cho nó nguội bớt và để cho nó ấm ấm thôi. Sau đó thì mình sẽ đổ gạo vào. Gạo này thì mình vo qua một chút. Đây là gạo nếp cẩm nhé mọi người nhé. Xôi này sẽ là xôi màu đen trong số 5 màu của chúng ta. Mình vừa vớt hết ra cho nó ráo nước đây. Được mấy màu rất là đẹp này. Mọi người ơi, hiện tại thì chúng ta đã có được 4 màu rồi, còn thiếu màu đỏ nữa, nên là chúng ta sẽ trộn nốt gấc để cho nó ra màu đỏ nhé. Về cái gấc này ấy, thì mình đã lọc hết hạt đi rồi. Riêng cái gấc này thì chúng ta sẽ trộn sau khi mà ngâm gạo xong rồi, chứ mình không trộn trước khi ngâm gạo nhé mọi người nhé. Đây mọi người, chúng ta đã được thêm một màu nữa, đây là màu đỏ mọi người ạ. Đây, đây là màu đỏ của gấc này. Đây là màu xanh của lá dứa. Đây là màu tím của lá xôi tím. Đây là màu đen của gạo cẩm và màu trắng. Như vậy là chúng ta đã được 5 màu. Và bây giờ tiếp theo, bước tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu đồ xôi thôi mọi người ạ. Cái việc mà có 5 màu như này, chúng ta sắp xếp như nào cho vào chõ như nào thì cũng là một cái vấn đề khá là phải suy nghĩ đấy. Trước tiên thì chúng ta sẽ cho gạo trắng xuống phía dưới. Và 4 màu xôi còn lại thì mình đã chuẩn bị lá dong như này. 4 cái lá dong mà mình đã gập mép nó vào với nhau như này, để mình cho vào mình ngăn nhé. Mình đã cho gạo nếp vào đây hết rồi. Đây, bây giờ nó thành 4 ngăn như này mọi người ạ. Ngăn màu đỏ này. Đấy. Màu tím thì hơi ít đây này, nó sâu này,
màu xanh này, màu đen này. Mọi người ơi, đây là mình đã hoàn thành xong cái món xôi màu 5 màu rồi nhé. Mọi người có thể nhìn đây 5 màu rất đẹp đúng không ạ?